Rồi, xin chào anh em nha. Mình tiếp tục mình lên mình kiếm đồ ve chai nữa nha. Đầu tiên là Zalo số này nha anh em. Mình giới thiệu là ở đây mình bán đồ Đức với đồ Mỹ, đồ Nhật. Lo đài, đồ cố nha. Rồi bây giờ mình leo lên đây. Mình quay cho anh em mấy cặp đài của Đức này. Ây da, leo lên nè anh em thấy không? Nè, con này nè. Mắt con này cũng siêu cố nha. Con này hình như là của Tây Đức anh em ơi. Mắt con này là radio là nó hát chứ không sao nè nha. Đó. Ở đây mình có 3 cặp mini nè. 3 cặp 3 triệu nha anh em nè. Của Tây Đức hết đó nha nè. Stereo Combo Box XB15 20W 4.8 ôm chơi được. Mấy con này là loa toàn giấy rồi. Nó nhỏ nhỏ mini là loa toàn giấy nha nè. Nè con này hoài nè. Còn anh em nào ở Sài Gòn thì qua ra nè. Anh em kiếm đồ linh tinh. Con này có y chang như con đó luôn nè không? 100% của Đức nha. Hàng Đức rồi luôn nha nè. Con này mất hiệu rồi. Nhưng mà nó cũng vòng vòng đó thôi, bát cỡ 12 cm. Cái lo ở trong đó. Nè. Con này là Universum 4.8 ôm. À con này 120W nhỏ nhỏ mà kinh vậy. Đó. Như con này thì bán cho anh em bán như vậy luôn nha. 1.5 triệu nè. Đó. Còn ba lo lúc là đem ra nè anh em thấy không? Đây nè. Mà tạm thời khúc trên thôi chứ cũng dưới mình không có vô được đâu nha. Con này của Mỹ nè, Infinity nè. Hàng này hàng Mỹ luôn nha, sản xuất tại Mỹ luôn nè. Con này Mỹ chắc ăn luôn nha nè. California nè, USA. Như cặp này là 1 triệu nha. Đó, cái lưới nó bằng sắt á. Đó, kiếm đồ linh tinh anh em mình thích mấy cái đồ như vậy. Chút xíu mình chụp lại cho nha anh em. Nè, băng mini nè anh em. Mà mấy cái băng này chắc là đỡ bỏ vô mấy cái máy nhỏ nhỏ quay anh em. Cái shop đây à, cái center này là của Đức hay là của Mỹ vậy nè. Nhưng mà con này sản xuất tại China nha. Đó là xuất Mỹ rồi. Cục này 500k nè. DVC nữa kia nè, anh em thấy mấy cái đài không? Đó. Đây, Zalo số này đi nè, Zalo số này giùm nha. Nè, 3 cục. Ui giời. 3 cục nè. Rồi, tạm thời như ra thôi nha anh em ơi. Anh em nào chơi ba cái đồ lo đài đồ cố rồi nha. Anh em nào chơi thì vui lòng kết bạn Zalo số này nha anh em. Xong rồi qua Zalo rồi mình tham khảo nhiều lắm nha. Chứ cùng lúc mình không có thể quay hết được. Tại vì nó dồn nhiều ngày á, anh em qua đấy, anh em kết bạn rồi anh em vô anh em xem xuống đó. Nè, chỗ đây có cái lo nữa nè, cái lo đập quá, nó có một cái này nè. Cái lo là của Đức hay thấy giờ. Cái lo là 100% là toàn giấy nè. Dưới có một cái đài mini nữa nè. Cái đài này là 1.3 triệu nha. Cái đài này là cũng cố này nè, kiểu dáng cố nè, không? Giống như hình tháp á. Nên là chơi thì mình ôm ra cho nha. Rồi mình xuống nha anh em ơi. Cái lo xuống này nha.